Hà soạn giả Diễn Châu. Bài thơ cổ được mang tên Bài thơ Du Huy, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chắc anh Trung cầu mồi cho em quá à. Em ơi, mai chị đi rồi thì vườn xưa nó phải mồi hương phân. Còn ai đâu trong mỗi chiều nhạt nắng, mà trong nhìn nắng rụng trước sân. Em cho chị nắm lại rằng sao
À, quý vị ơi, hôm nay ngoài tất cả các anh em trong nhóm của Ngọc Lan thì Ngọc Lan nghĩ là quý vị nào mà muốn hát nhạc hoặc là tân cổ thì cứ lên đây để mà đăng ký thì Ngọc Lan sẽ giới thiệu cho quý vị hát. Hôm nay là ngày Tết cho nên là chúng ta cứ thoải mái mà hát nha quý vị.